Hai chào bạn, hôm nay ngày 15 tháng 9 năm 2022. Shop xe đạp thể thao Hơn Mi xin giới thiệu mẫu Twitter R5. Khung xe được trang bị carbon phục, carbon cốt yên, carbon ghi đông, carbon. Con này con cuối cùng của R5 nha các bạn nha. Là ý mình nói con này nhà mình còn đúng một con R5. Thì bây giờ các bạn muốn có hàng nữa thì ít nhất qua Tết cấm biên nữa các bạn ơi, hết hàng rồi. Giá 27.500.000 nha các bạn nha. Giá 27.500.000. Full rub 105 R7000. Full nha các bạn nha. Khung carbon, full carbon, có viên carbon, ghi đông carbon, rub 105 R7000. Tay Deluxe Shimano 105 R7000. Tay Lắc Shimano 105 R7000, hàng sản xuất tại Nhật. Màu vàng, size 46 nha các bạn nha. Rất đẹp luôn. Full rub 105 R7000, ghi đông bô tăng carbon, tem phản quang, tắt đèn, bật đèn, tắt đèn, bật đèn, tắt đèn. Tay Lắc 105 R7000, hàng sản xuất tại Nhật. Tay Deluxe Shimano 105 R7000, hàng sản xuất tại Nhật. Ngàm thắng gom 105 R7000. Ngàm thắng gom 105 R7000. Ghi đông bô tăng carbon. Khung sườn xe được trang bị khung sườn carbon. Khung sườn carbon, phục carbon, cốt yên carbon. Màu sắc con này màu vàng. Dây âm sườn, sườn không mối hàng, đi dây âm sườn. Twitter R5, khung carbon, phục carbon. Hàng bây giờ nghe tình hình báo là chắc phải qua Tết mới có hàng lại các bạn ơi. Họ đang áp dụng cái gì Zero Covid gì đó nên không có hàng lại nha các bạn nha. Giờ mua nhanh tay còn chứ thôi hết rồi. Giờ các bạn lúc đó các bạn kêu anh ơi sao không lấy về nữa, có lấy được đâu mà lấy, thật sự các bạn không lấy được. Chứ lấy được mình bán cho bán hết rồi mình để làm chi. Cùi đề đĩa 105 R7000, hàng sản xuất tại Nhật. Cùi đề đĩa 105 R7000, giò dĩa Shimano 105 R7000, sên Shimano Japan. Cùi đề đĩa Shimano 105 R7000, giò dĩa Shimano 105 R7000, sên Shimano Japan. Clip con này clip thả 11 Shimano Japan. Hết hàng rồi các bạn ơi, thua rồi, không còn hàng để bán nữa. Hay vài bữa chắc mình đi du lịch luôn, bán xong mình đi du lịch luôn. Cùi đề clip 105 R7000, chiếc này được nghỉ về nghỉ dài hạn rồi. Bởi vậy mấy nay mình ít clip cho các bạn là vậy, không có hàng để bán, thiếu hàng trầm trọng nha các bạn nha. Mà giá bên mình là thật sự rất là ưu đãi cho các bạn. Đáng lý là hết hàng là mình phải tăng giá nha. Mình không cần tăng luôn, mình để giá vậy cho các bạn. Thứ nhất dễ mua, dễ xài, dễ sử dụng. Thứ nhì á là những bạn nào thích quá mà không có tiền mua, bây giờ nhín được mà tự nhiên mình tăng giá lên thì tội, cũng tội, nghĩ cũng tội. Cùi đề clip Shimano 105 R7000, cái clip Shimano 105 R7000 cộng sên Shimano Japan, hết hàng rồi nha các bạn nha. Hàng cực kỳ đẹp luôn, còn một con, một duy nhất. Con này Twitter R5. Hàng mới vừa về. Tuyệt thế giai nhân luôn, quá đẹp. Ghi đông carbon. Bô tăng carbon, khung sườn được trang bị carbon, full carbon, full rub 105 R7000. Size con này size 46. Tên con xe thương hiệu vụ con xe Twitter R5. Giá con xe đang được bán với giá 27.500.000, 27.500.000. Tay Deluxe Shimano 105 R7000. Em đọc lại cấu hình một lần nữa cho các anh chị coi. Tay Deluxe Shimano 105 R7000, hàng sản xuất tại Nhật. Ghi đông bô tăng carbon. Khung sườn được trang bị khung sườn carbon, phục carbon. Ngàm thắng gom 105 R7000. Bánh trước bánh sau bạc đạn, dùng ti bật tháo mở nhanh. Màu sắc con này màu vàng đen. Địa chỉ mua hàng 184/8 đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp.
các bạn thấy màu ánh y với giống như cá li thi, các bạn đẹp ghê luôn. Địa chỉ mua hàng 184/8 đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Số điện thoại mua hàng 0937009995. Twitter Smile, tay ngang tay cong mình cũng gần hết hàng rồi nha các bạn nha. Nhanh tay đi các bạn chứ thôi dài bữa không có hàng để mua nha các bạn nha. Lúc đó nói anh ơi khi nào có hàng, anh ơi đặt cọc có hàng được không, thật sự là hàng hóa về hơi chậm, giống như con chè vâu Toto á các anh chị thấy không. Lúc có hàng thì để mình kêu bạn mình qua, để mình kêu chị mình qua, xong rồi hết hàng rồi bạn chị qua, sao bữa nó có, trời ơi anh chị qua liền chứ để gì 5-6 ngày sau qua còn đâu đó, nên các anh chị thông cảm nha. Giống như con Smile của chú kia, thôi để bạn chú qua coi rồi chú mua luôn. Dạ vậy thì chờ chú cứ đợi bạn chú qua. Nhưng mà hiện tại con có xe 46. Dạ con đang có chú. Rồi xong tới một ngày đẹp trời bạn chú đó gọi điện, cháu ơi giờ chú định chạy qua coi dùm xe cho bạn chú, size 46 cháu còn không. Dạ chú ơi hết rồi, hôm bữa con báo chú còn, chú đợi 2 tuần, tuần rưỡi gần 2 tuần chú gọi lại lấy gì còn nha. Thậm chí nhiều khi hên con bán trong ngày hết sạch luôn, các anh chị thông cảm đó. Nhiều khi số hưởng nên các anh chị tranh thủ đi, có hàng thì mình chạy qua mình lấy luôn. Tại giờ thời điểm giờ dịch bệnh á, hàng hóa lúc về được lúc không về được, nên nó hàng hóa nó thiếu tùm lum hết nè. Rồi lúc đó là không có xe tập thể dục nữa, Covid nó tấn công sức khỏe đề kháng không có nữa, mình cũng kẹt. Thì dĩ nhiên nếu mình không tập thể dục được xe đạp thì mình có thể chạy bộ, đá banh, bơi lội, cầu lông, hoặc là nhảy dây, hoặc là đu sân thượng gì đó thì cũng được. Nhưng mà là vậy nè, là cái đó là dành cho những người có cơ địa tốt, khỏe mạnh người ta chơi. Chứ những người mà cơ địa yếu, bác sĩ chỉ định là phải đạp xe đạp, lúc đó kiếm xe đạp mua không có. Đó, nên các anh chị chịu khó có cơ hội cứ chạy qua lấy luôn đi, chứ đừng có nói thôi đợi nó giảm giá, đợi nó bớt kia chạy qua, lúc mà chạy qua không còn gì đâu rồi. Đó, các anh chị nhanh tay nha các bạn nha, giá này em đang khuyến mãi cực kỳ đẹp luôn, 27.500.000. Khung carbon nè, phù carbon nè, cốt yên carbon, ghi đông vô tăng carbon, ghi đông liền nè, full rub 105R7000. Tên con xe, thương hiệu con xe Twitter R5. Giá xe 27.500.000, còn đúng một con một duy nhất, và màu này size 46 nha các anh chị nha, một con một duy nhất, màu này size 46 hết hàng luôn. Là cái mã R5 này em tạm thời em hết hàng luôn, đợi tới qua Tết mới có lại nha mấy anh chị nha, chứ bây giờ là em hết hàng luôn rồi. Chào các anh chị, chúc các anh chị một buổi tối vui vẻ.